Rồi, xin chào bạn. Hôm nay là những ngày cuối tháng 2 ha. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho bạn giá và khuyến mãi của Samsung tại Thế Động trong những ngày cuối tháng 2 năm 2023 này. Thì xem Samsung cuối tháng 2 này có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt không bạn nha. Rồi, đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy A04. Đây, A04 các bạn ha. Chiếc máy thiết kế khá là đẹp luôn, bóng bẩy. Có hai camera phía sau với độ phân giải là 50 megapixel. Camera phụ là 2, selfie ở đây là 5 các bạn ha. A04 này sẽ có viên pin được trang bị, viên pin là 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 15W. RAM 4, bộ nhớ trong 64GB các bạn ha. Thì A04 hiện tại đang có được bán với giá là 3.490 các bạn. Và hiện tại là hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất ha. Không có giảm giá gì thêm các bạn nha. Rồi tiếp theo là Samsung Galaxy A04S 3990, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây là chiếc A04S. A04S này sẽ được cải tiến, ở nó sẽ có 3 camera phía sau ha. Tần số quét màn hình là sẽ được tới 90Hz các bạn. A04S. A04S thì sử dụng chip là Exynos 850 8 nhân ha. RAM 4, bộ nhớ trong 64GB. Pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh 15W các bạn. Camera chính cũng là 50 megapixel với hai camera phụ là 22. Selfie đây là 5 luôn các bạn nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy A33 có giá là 7.290. Hiện tại các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. A33 nữa các bạn. A33 này thì nó hỗ trợ công nghệ 5G nha, kháng nước kháng bụi. Trang bị RAM là RAM 6, bộ nhớ 128GB. Sử dụng lần con chip Exynos 1280 8 nhân. Camera phía sau thì chúng ta sẽ có 4 camera với camera chính là 48 megapixel các bạn ha. Selfie ở phía trước là 13, pin 5000 và con này hỗ trợ sạc nhanh được 25W các bạn. Màn hình là 6.4 inch. A33 này các bạn mua chỉ có máy và cộng cáp sạc C2C thôi nha, không có củ sạc bạn. Bạn mua phải mua thêm cái củ sạc nữa ha. Máy màu cam rất là đẹp luôn. Rồi, hỗ trợ công nghệ 5G và kháng nước kháng bụi IP67 các bạn nha. Rồi tiếp theo một phiên bản nâng cấp của A33 đó là A53. Thì Samsung Galaxy A53 này nó sẽ có màn hình là 6.5 inch. RAM là RAM 8GB, bộ nhớ 128GB các bạn. Sử dụng con chip Exynos 1280 ha. Cộng 4 camera phía sau với camera chính là 64 megapixel. Selfie ở đây là 32, pin 5000 hỗ trợ sạc nhanh 25W các bạn ha. A53 này hiện tại các bạn mua sẽ được có giá là 9.990.000 và giảm thêm 1.500.000. Tức là các bạn mua sẽ chỉ còn giá là 8.490.000 thôi các bạn nha. 9.990.000 giảm 1.500.000. Quá ngon luôn các bạn. Sử dụng được công nghệ 5G, kháng nước kháng bụi nữa ha. Kế là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo cũng là một bản nâng cấp từ A53 đó là Samsung Galaxy A73. Đây Samsung Galaxy A73. Con này sẽ màn hình nó to hơn bạn, màn hình 6.7 inch ha. Full HD cộng luôn. Nó sẽ sử dụng con chip là Qualcomm 778 5G nha các bạn nha. Con này con A73 sẽ sử dụng con chip Qualcomm luôn. Camera thì camera chính phía sau là 108 megapixel. Selfie phía trước là 32 các bạn ha. Pin 5000 và cũng được hỗ trợ sạc nhanh là 25W. A73 này hiện tại các bạn mua sẽ cũng giống như A33 và A53 là chỉ có cổng cáp sạc thôi. Máy và cây lấy xuyên các bạn ha. Nó cũng được trang bị là IP67 kháng nước kháng bụi các bạn nha. Màn hình 120Hz. Hiện tại cái giá của A73 đó là 11.990.000 và hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất. Không có chương trình khuyến mãi gì thêm các bạn ha. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có Samsung Galaxy S21 FE. Giảm đến 4.500.000 để S21 FE các bạn ha. Một chiếc máy cao cấp hơn. S21 FE này thì nó sẽ có màn hình là 6.4 inch. Nó sử dụng con chip là Exynos 21008 nhân, sử dụng 5G nha. Camera phía sau là 12 megapixel, 12 và 8. Selfie là 32. Pin 4.500 và sạc nhanh 25W các bạn. Máy này màn hình rất là đẹp luôn nha. S21 FE này hiện tại các bạn mua có giá là 16.990.000. Là phiên bản RAM 8, bộ nhớ 128GB ha. Và các bạn mua sẽ được giảm giá là 4.500.000. 16.990 giảm 4.500.000 thì còn khoảng 12.490 các bạn ha. Cho S21 FE này 12.490 giảm quá nhiều luôn, khá đẹp bạn. Rồi
Tiếp theo là một sản phẩm rất là mới của Samsung, đó là Samsung Galaxy S23 128GB. Đây là S23 các bạn ha. Chiếc máy nhỏ gọn, thiết kế rất là đẹp, các viền. S23 này thì nó sẽ có giá, hiện tại có giá là 22.990. Các bạn mua sẽ được giảm giá là 3 triệu các bạn, là còn khoảng 19.990.000 ha. Hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất luôn. S23 này sẽ có màn hình là 6.1 inch các bạn. Sử dụng con chip là Qualcomm 8 Gen 2, chip mới nhất của Samsung các bạn. Camera phía sau thì chúng ta sẽ có camera chính là 50 megapixel và hai camera phụ là 12 và 10. Selfie ở đây là 12 megapixel các bạn ha. RAM chúng ta sẽ có RAM 8GB, bộ nhớ 128GB trên chiếc S23 này. Pin là pin 3900 và hỗ trợ sạc nhanh là 25W các bạn nha. Giá là 22.990. Và giảm được 3 triệu là còn 19.990.000 bạn ha. Rồi tiếp theo đó là S23 LED 256GB. Đây. S23 LED máy to hơn bạn nha. S23 LED này nó sẽ được trang bị là con chip Qualcomm 8 Gen 2 luôn các bạn. Màn hình là 6.6 inch ha. Camera thì chúng ta sẽ có ba camera phía sau với camera chính là 50. Camera phụ lần lượt là 12 và 10. Selfie ở đây là 12 megapixel, pin 4700 và hỗ trợ sạc nhanh 45W các bạn nha. 45W là công suất sạc nhanh cao nhất của Samsung hiện tại luôn các bạn. Và cái con này hiện tại các bạn mua nó sẽ có RAM là RAM 8 và bộ nhớ 256GB mình đang cầm tay ha. Thì có giá là 26.990.000. Và các bạn mua sẽ được giảm giá là 4 triệu các bạn, là còn 22.990 ha. Cho phiên bản S23 LED 256GB. Rồi tiếp theo một siêu phẩm của S23 series đó là S23 Ultra 256GB bạn. Đây mình thì đang có trên tay là chiếc 256GB màu xanh rất là đẹp luôn. Thì S23 Ultra này sẽ có cây bút bên hông để các bạn nha. Đây. Máy rất là đẹp. Thiết kế hơi vuông hơn so với những cái dòng S22 Ultra trước đó các bạn. Ultra thì nó sẽ bo ha. Còn này sẽ vuông cái cạnh rất là đẹp luôn. Rất là đẳng cấp. S23 Ultra hiện tại là nó sẽ có màn hình là 6.8 inch các bạn. Sử dụng con chip là Qualcomm 8 Gen 2. RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Camera phía sau với 4 camera, với camera chính là 200 megapixel các bạn nha, quá khủng khiếp luôn. 200 megapixel và ba camera phụ lần lượt là 12, 10, 10. Selfie thì chúng ta sẽ có camera selfie là 12 megapixel trước này các bạn ha. Pin thì 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 45W các bạn. Rất khủng khiếp. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB, có giá là 40.990.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá tất cả luôn là 9 triệu các bạn ha, cho tới ngày 27 tháng 2. 40.990.000 giảm 9 triệu là còn 31.990.000 các bạn. Đây là Z Fold 4 256GB các bạn ha. Đấy, rất là đẳng cấp của Samsung luôn. Z Fold 4 này thì nó sử dụng con chip là Qualcomm 8 LED Gen 1 các bạn nha. RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB. Quá khủng khiếp luôn bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy Z Flip 4 128GB. Đây là Z Flip 4 các bạn. Chiếc máy gập rất thích hợp cho những khách hàng là nữ ha. Z Flip 4 này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 23.990. Đang có chương trình giảm giá là 5 triệu bạn. 23.990 giảm 5 triệu là còn khoảng 18.990. Các bạn sẽ được tặng thêm cái gói bảo hành mở rộng của Samsung, đó là Samsung Care 6 tháng bạn. Tức là cái gói này trong vòng 6 tháng các bạn mua có phát sinh rơi vỡ bể thì sẽ được hãng bảo hành cho các bạn miễn phí, không tốn tiền nha, sửa chữa miễn phí không tốn tiền luôn. Con Z Flip 4 này hiện tại là nó sử dụng con chip là Qualcomm 8 LED Gen 1, RAM 8, bộ nhớ 128GB ha. Nó sẽ có hai camera phía sau với camera chính đều là 12 megapixel hết. Selfie ở đây là 10, pin 3700 và hỗ trợ sạc nhanh là 25W các bạn ha. Thay Z Flip 4, máy đậm chất công nghệ luôn các bạn.
để biết số điện. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con S22 Ultra 128GB có giá là 30.990.000. Hiện tại con này các bạn mua sẽ được giảm giá là 8.200.000 các bạn. Wow, giảm quá khủng luôn. S22 Ultra 128GB ha. S22 Ultra này thì nó sẽ màn hình là 6.8 inch, sử dụng con chip là Qualcomm 8 Gen 1, RAM 8 và bộ nhớ cho đây là 128GB. Camera thì chúng ta sẽ có 4 camera phía sau với camera chính là 108MP, 3 camera phụ lần lượt là 12 10 10, selfie là 40MP các bạn nha, pin là 5000 và hỗ trợ sạc nhanh 45W. S22 Ultra giảm đến 8.200.000 các bạn, giảm quá khủng luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy M53 có giá là 12.490.000. Đây M53 12.490 và các bạn mua sẽ được giảm giá là 3.000.000, các bạn là còn 9.490.000. M53 này sẽ có sử dụng con chip là Dimensity 900 và sử dụng được 5G. Sẽ có RAM và RAM 8, bộ nhớ là 256GB các bạn nha. Camera chính phía sau là 108MP, selfie là 32, pin 5000 và hỗ trợ các bạn sạc nhanh là được 25W. Chiếc máy khá là mỏng luôn ạ, bộ nhớ cao 256GB. Rồi tiếp theo là Samsung Galaxy M33 có giá là 7.690. Đây M33 7.690 và giảm được 1.200.000 các bạn nha. Tức là bạn cũng mua cái máy này chỉ còn giá là 6.490 thôi. Sẽ RAM là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Pin và 5000 hỗ trợ sạc nhanh 25W, camera chính phía sau là 50MP. Selfie ở đây là 8 các bạn ha. Nó sử dụng là con chip Exynos 1280 và con này sử dụng được 5G luôn các bạn nha. M33. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có bộ đôi của Samsung Galaxy đó là A23. RAM 6GB có giá là 6.190.000. Hiện tại con này hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất thôi. A23 con này phiên bản 4G ha. Màn hình là 6.6 inch, sử dụng là con chip Qualcomm 680 8 nhân, RAM 6, bộ nhớ 128GB, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Camera chính phía sau là 50MP, selfie ở đây chỉ có 8 thôi các bạn nha. Ngoài ra thì A23 này sẽ có một phiên bản là A23 5G, RAM 6GB có giá là 6.990.000. Thì hiện tại con này sử dụng được con chip là Qualcomm 695 5G các bạn nha. Nó cấu hình thì nó tương đương với con A23 4G nhưng mà chỉ khác con chip. Con chip ở đây sẽ sử dụng được 5G các bạn nha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có một sản phẩm cũng rất là mới, đó là Samsung Galaxy A14 5G. RAM 4GB có giá là 5.190.000. Đây A14 5G các bạn ha. Con máy mà của Samsung sử dụng được 5G giá rẻ nhất hiện tại các bạn. A14 này thì màn hình là 6.6 inch, nó sử dụng chip là Dimensity 700, RAM 4, bộ nhớ 128GB ha, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh 15W. Camera chính phía sau là 50MP, selfie là 13. Còn hiện tại các bạn mua sẽ được tặng một cái adapter sạc là 15W, tại vì dòng này hiện tại hãng sản xuất là không có củ sạc các bạn nha, nên bạn mua sẽ được tặng một cái củ sạc nhanh 15W. Con này hiện tại chỉ tặng củ sạc 15W và hỗ trợ bạn trả góp 0% lãi suất thôi, không có chương trình khuyến mãi gì thêm. Rồi cuối cùng đây chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy A13 RAM 6GB có giá là 4.690.000. Đây A13 các bạn, một chiếc máy thiết kế rất là đẹp ha. Và A14 là phiên bản cải tiến của A13 này. A13 này thì nó sử dụng chip là Exynos 850 8 nhân, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB các bạn nha. Camera chính phía sau là 50MP, selfie là 8, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh được 15W các bạn. Máy khá là ngon các bạn, 4.690.000. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Samsung tại Thế Động trong những ngày cuối tháng 2 này các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất các bạn nha.